Đây là một cái lẻ nè, đài radar của trên núi, giống khỉ già trên đó đó, trên đó có tỉnh bàn cờ. Ba bên đây là ba trái liền, ba trái liền, rồi bên đây là một trái lẻ, một trái lẻ một mình. Thì nếu có thời gian mình sẽ chạy lên đó quay và chụp hình cho anh chị em xem cho vui. Rồi tí xíu đây mình sẽ dẫn anh chị em lại cảnh quan của bảy kỳ quan thế giới nổi tiếng của thế giới thu nhỏ, nằm ở tại chân cầu Thường Phước, Thuận Phước, cầu Thuận Phước của thành phố Đà Nẵng. Một kỳ tích, một cái cảnh quan cũng rất là đẹp. Anh em nào khi mà đã đến đất Đà Nẵng thì tới đó tham quan, chụp hình, giao lưu lưu niệm cũng rất là ok. Đây là bến tàu đánh bắt của thành phố Đà Nẵng. Những ngày này tập kết tàu về đậu ở đây sửa chữa, có là nghỉ Tết, có gì đó mình không biết. Mình thấy nó tập kết về rất là nhiều, hàng ngàn, mấy bao nhiêu ngàn tàu luôn đó. Những cái cờ đỏ đỏ nhôi lên là tàu hết, toàn bộ tàu hết, là đánh bắt hết. Này chắc mấy cái tàu này tàu đánh bắt gần thôi chứ không phải là đánh bắt xa. Mấy tàu xa tàu lớn hơn, tàu này tàu nhỏ nhỏ mini, những con tàu đánh bắt gần. Tí xíu mình sẽ dẫn anh chị em đi ra đây, mình lấy chiếc xe mình đi tham quan vòng nữa cho nó vui, mình đi được nhiều chỗ hơn. Đi ra đây đi taxi nó tốn kém nhiều hơn nhiều, rồi không được tự do thoải mái đó. Thì mình có thể đi rồi mình quay rồi mình chụp rồi mình tùy thích thì mình đi cảnh quan nào, còn đi taxi mà lên đi xuống cái dốc khỉ già không cũng bộn tiền. Giờ mình đi lang thang vậy đó, nhiều cái cảnh đẹp rất là ok luôn. Có thời gian mình sẽ bay lên trên, mình sẽ đi lên trên chỗ cái ba trái banh tròn tròn trên đó nha, chụp hình giao lưu quay lại cho anh em xem cho vui. Anh em nào ra tới Đà Nẵng mà khám phá được ba cái đỉnh của trái banh trên đó thì cũng rất là tuyệt vời, lên đó nhìn được toàn thành phố luôn. Giờ mình đi tiếp lại chỗ cảnh bảy kỳ quan thế giới cho anh chị em xem. Thì bảy kỳ quan thế giới thì mình sẽ đi thẳng cặp mé sông đó, mình chạy thẳng. Nghe anh em ra tới đây bến tàu xong thả dốc cầu Thuận Phước xuống, đi thẳng tới đây gặp cái ngã tư đó, quẹo phía tay phải ôm theo đó chạy sát hoài sẽ gặp cái cầu giống như cầu San Francisco đó. Rồi xong là cặp dưới chân cầu đó là bảy kỳ quan thế giới thu nhỏ, rất là tuyệt vời, rất là đẹp để chụp hình lưu niệm. Rồi chào anh chị em nha, mình sẽ đi tiếp.